đây là hồ lô biến quá của tôi một không. Tôi dỡ ra, đây là con chép anh, có kỹ nha, cho nó xiên bàn. Đếm 1, 2, 3 hứng với bạn, nó sẽ xiên bàn rất là dễ dàng. Còn cái mình muốn lẻ tay nữa này, con kỹ nè, đậu ra con kỹ nha. Đó, đó, đây tôi thổi một cái một thôi là nó sẽ vô đây. 1, 2, 3 nó vô đi nè. Khi mình vừa đẩy vô là mình hất lên lại dính, mình đụng nhán cái mà đẩy vô là nó đã qua tay này, mình mới dỗ nó mới xiên bàn được. Đó, đây là tài lực. À, mời các bạn mở nắp viết ra, mở nắp viết ra, tôi sẽ mở ra. Đây, đếm 1, 2, 3 đây là cái viết viết tên đàng hoàng có mật. Tôi sẽ đâm cái viết xuống 1, 2, 3 đâm sượt cái lũng mà cái từ rác là không rách. Đây các bạn coi, 1, 2, 3 mình chơi qua chơi lại ở dưới trước phía trước phía sau cho người ta coi đó là nó lũng đàng hoàng. Rồi bắt đầu kéo, đưa cho người ta. Đây, khi mình đâm mình sẽ chở đầu, mình chở đầu, mình chở xuống, chở đầu xuống, mình đâm đây thì cái tay mình đây nó buông ra, nó là khó. Đây thì hất lên đó, kéo ra đây này. Đây là tài lực, mình trình tay hết. Đây là tài lực đó, mình hút và mình xoay qua xoay lại cho người ta coi luôn, trình tay luôn. À, bắt đầu đây từ lần xếp lại nhỏ nha. À, một cái động tác rất dân tay, bút bút nhút quan chiêu chi bấm bấm mắt nó ra 20.000. Anh đã có một cái tờ tiền nha, một cái tiền anh kẹp bên này thì cái tay cho người ta đứng sau lúc anh nói đây là tờ lực. Thí dụ anh đang cầm bự ra vậy luôn cũng được, hay là muốn bự ra cũng được, là khi anh nói đây là tờ lực thì thực tế là đang như đây, cái tay giấu này nè, thì đây là mình nói nát, mình buông ra cũng bình thường, đó, mình buông ra cũng bình thường, không, mình buông là một cái động tác mình vậy nè, mình chân tay cho ta coi trước, lật qua, lật lại sao có bị vừa nắm vậy nè, cái nhá xuống cái vuốt cái, nó là mất, nó là nằm dưới sau đây, không, cái kỹ năng này đó là kỹ năng này là nó nằm dưới sau đây là coi như là em vừa nhá cái là đó. Không, nhá này xong cái bắt đầu mình trình tay không có thì đó là nếu ta cần thiết là ta coi lại thì bình thường. Đó, bình thường cái khi mà bình thường xong á có bắt đầu mình vừa nhá cái mình vuốt cái. Đây là cái mình xếp lại 1, cái 2, 2. Bất cứ tờ tiền nào mình cũng làm được đó, mà giá lớn cho mình vừa thấy bác 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 mình vô vuốt cho thẳng tay mà hãy cho thẳng ra rất là bình thường. Rồi xong cái mình búng cái bóc cho điếp 1, 2, 3, bấm 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 xe cái bắt đầu nó ra mình nó vừa ra xong em tên ơi em vừa bành ra cái anh là mình phải phi tan tờ giấy nó sẽ nằm đây. Thấy không? À. Quý khán giả, đây là con mắt rô. Sau lưng quý khán giả, đó là con bốn rô. Sau lưng con mắt rô, đó là con ba rô. Sau lưng con bốn rô, đó là con sáu rô. Diễn nhanh, mắt rô, bốn rô, ba rô, sáu rô. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái động thái rất là dễ thương. Chúng ta chế đấy gọi là mắt rô, ta chế đấy gọi là ba rô. Mắt rô, ba rô thì chúng ta chế bên đây gọi là sáu rô, chế bên đây gọi là bốn rô, mà buông ra không phải 4, 5, 6 mà buông ra không phải 1, 2, 3 nhưng đối nhau ra cho lên tay là mắt ba rô có thiệt, bên kia sáu rô có luôn, ba rô, sáu rô, ba rô áo thì ra có thể biến thành nó 7 rô, 7 rô có và 8, 9, 10 bôi đâm nha chị. Ok, rất đơn giản. À, trước mắt khán giả đây là con mắt rô, chúng ta nhanh tay chúng ta kéo xuống, đó là ba rô vừa lật qua ba rô xong cái tay chúng ta sẽ kéo lên là sáu rô, ba rô, sáu rô, muốn 7 rô không, ông gia muốn 7 rô chúng ta nhanh tay chúng ta đưa qua là 7 rô.